Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Lạnh không? Thấy lạnh quá hả? Snow, tuyết rơi cả đêm luôn cô chú ơi. Bây giờ sáng trắng xóa hết trơn mọi người. Hôm bữa giờ cứ nghĩ là trời ấm hơn đó, nhưng mà hôm qua tự nhiên cái lạnh xuống mấy ngày nay âm độ đó mọi người. Hôm nay tuyết rơi quá chừng luôn nè, trắng xóa hết trơn. Chị Chi, lại đứng đây, lại chụp hình nè. Thank you.
nó chảy xuống á. Chào ông bà cô chú, chị đi học về. Xin chào con bà cô chú, con đi học về rồi. Con bữa nay đi học lạnh không? Đi vô nhà nè. Bà cô chú, con đi học về rồi. Ờ chị nói hôm nay chị có gì cho mẹ nè cô chú ơi, đâu lên cho mẹ coi gì đâu. Ê trời ơi trời, chị làm đấy hả? Cái bó bông hả cô chú anh chị này giống như cái bó bông, mà sao chị biết ship này hay vậy? Chị tự làm hả, có ai chỉ chị không? Không. Do idea, chị ý tưởng của chị đó hả? Đây nè cô chú ơi, đẹp không cô chú? I even got something I showed my teacher this one and then she said she's gonna give me a teacher because I did this is gorgeous. This is so you do it. This is cool. Yeah, I got a sticker. Nè, chị nói là Lauren love mum. Lauren love mum. Cảm ơn chị nha. Yeah, I have a Hello Kitty sticker. Miss gave me that because I did this. À, là con vẽ xong con cho cái hình này cho cô giáo xem. Cô giáo nói đẹp rồi xong rồi cô giáo tặng con cái hình dáng đây phải không? Giỏi dữ vậy ta, ai tặng? Cô gì? Cô tên gì? Mr. Lacey. Hả? Mr. Lacey. Miss Lacey là cái cô giáo mới hả? Cái cô giáo, cái tên mẹ bữa giờ mẹ không có nghe luôn á. Đây đó nè cô chú anh chị. Cái này là hôm qua hả cô chú, này hôm qua là chị đem về cho mẹ nè. Đây nè. Chị giỏi quá à. Chị vẽ cái cây xong rồi chị dán cái miếng giấy này vô đúng không? Hay quá chứ bộ. Ôi cái này hôm qua có cho cô coi không? Cái này hôm qua mà cho cô coi là chị được một cái sticker nữa đó. Did anybody do this? No. So how you know to do that? I watched it at home. Oh, thank you. Bữa tối Kim nấu phở bò hả cô chú anh chị. Cái này là Kim có mua đuôi bò đó mọi người. Phở bò thì người Việt của mình chắc là ai cũng biết nấu hả cô chú anh chị. Nhưng mà Kim có một cái số người xem video của Kim á, là trong gia đình của chồng Kim nè, thì những cái người trong gia đình của Kim với lại một số bạn bè của Kim có xem video nữa, thì họ cũng nói là mai mốt mà Kim có làm video nấu ăn á, thì Kim nhớ chèn cái chữ vô đó mọi người, để cho người ta xem rồi người ta xem cái cách nấu của mình như thế nào đó. Cho nên là Kim để thêm chữ vô nữa hả cô chú anh chị. Chứ mà Kim biết là mọi người Việt của mình á, là những cái món Việt như thế này nè là ai cũng nấu được hả cô chú anh chị. Phở mà đúng không? Mẹ watch TV. No, rửa tay ăn nè, ở đó là TV nữa.